Chào các bạn quay lại Chakiton Jet Ski phần 2. Thì chúng ta sẽ sử dụng nhân vật tiếp theo, đó chính là Brigitte Angela. Bắt đầu. Đến thứ hai, sẽ đến thứ ba rồi. Thank you.
Không được rồi, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng tới đây. Nếu nào muốn đăng ký kênh của mình sẽ làm video tiếp theo nhá. Bye bye.